Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người dân không thể có kỳ vọng gì vào đại hội 14 của đảng. Ngày 26 tháng 2, AFA tiếng Việt có bài bình luận, đại hội đảng 14 không thể kỳ vọng gì vào tuyên bố đổi mới của ông Trọng. AFA dẫn khẳng định của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, tại phiên họp đầu tiên tiểu ban văn kiện đại hội 14 ngày 23 tháng 2. Đại hội đảng lần thứ 14 sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Cựu Trung tá quân đội Vũ Minh Trí ở Hà Nội nhận xét với AFA rằng, trong nhân gian vẫn có câu chuyện đùa, mỗi đại hội đều kết luận tiến được một bước, cho nên qua mười mấy cái đại hội thì dân tộc đã tiến được mười mấy bước. Nhưng theo tôi, cũng như mọi lần, nếu mà vẫn còn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn thể chế chính trị độc đảng như thế này, không có tâm quyền phân lập, không có tự do ứng cử, bầu cử, đề cử thì chẳng thấy hy vọng gì mới cả, mà thậm chí nó còn càng ngày càng đi xuống. Và đây là hình bài trên AFA. Ông Tê, một cư dân Sài Gòn thì nói với AFA rằng, đại hội đảng là của đảng chứ sao của nhân dân được. Toàn bộ những người đi tham gia đại hội đó là đảng viên, không có một người dân nào ngồi trong đại hội đó hết. Nói chung, người lao động họ không quan tâm đâu. Những người lao động đầu tắt mặt tối, chỉ lo kiếm cơm qua ngày, qua tháng họ không biết đại hội đảng tổ chức ngày nào lần thứ bao nhiêu afa dẫn lời một bạn trẻ ở phú thọ cho biết thật ra mình không quan tâm đến các kỳ đại hội đảng đâu thật sự mình thấy nó rất là quan trọng tại vì đảng lãnh đạo mà đảng cầm quyền mà thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người dân ảnh hưởng lớn chứ không phải là ít tuy nhiên mình biết là quan trọng nhưng mình không quan tâm tại vì mình thấy là đảng nói nhiều hứa nhiều nhưng mà làm được ít lắm nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Dà từ Sài Gòn nhận định với AFA rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại cho đến nay dựa trên hai yếu tố quan trọng. Về chính trị, đó là một chế độ độc đảng toàn trị. Về kinh tế, thì đó là một nền kinh tế phi thị trường. Cùng với yếu tố căn bản này, thì bộ máy tổ chức cũ tính từ sau cách mạng tháng 8 đến nay. Theo các nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng tuyệt đối cấp trên. Mô hình này phản ánh đảng không cần pháp luật mà pháp luật chỉ là hình thức. Và đây là hình ông Trọng phát biểu tại phiên họp của tiểu ban văn kiện đại hội thứ 14. Ý thứ hai, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, tất cả những cái gì gọi là đổi mới chỉ nhằm thích ứng với thời cuộc. Do đó, sự đổi mới chỉ mang tính chất tạm bợ, phản ánh hình thức, chứ không phải nội dung, phản ánh hiện tượng, chứ không phải bản chất. Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới nay vẫn kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng đã kiên định rồi thì không thể vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin như thế nào thì phải làm đúng như vậy. Đã kiên định thì không thể phát triển sáng tạo. Thêm nữa, cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh là không có được. Ngoài ra, Đảng nói tinh thần độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cặp đôi này rất là phản khoa học bởi vì độc lập dân tộc thuộc chủ nghĩa yêu nước còn chủ nghĩa xã hội là tính chính trị vì vậy đại hội đảng sắp tới họ cho rằng sẽ đổi mới thì người dân như tôi thấy rằng nó chỉ mang tính tạm bợ ví dụ họ có thể thay đổi một số cái như điều lệ đảng chẳng hạn nhưng nó chỉ là hình thức chứ không phải nội dung chỉ phản ánh hiện tượng nhưng với bản chất không thay đổi tóm lại theo nhà báo độc lập nguyễn ngọc già đảng còn dựa trên triết học mác-lênin còn dựa trên cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh thì hoàn toàn không có gì là đổi mới và người dân không thể có kỳ vọng gì. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người dân không thể có kỳ vọng gì vào đại hội 14 của đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cầu Kurs sẽ bị tấn công như thế nào? Ngày 25 tháng 2, báo tiếng dân có bài Chiến tranh xâm lược Nga Ukraine, cầu Kurs sẽ bị đánh một lần nữa như thế nào? Tác giả đề cập đến một cây cầu từng tiêu tốn của không quân Hoa Kỳ kha khá máy bay trong chiến tranh Việt Nam, đó là cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa. Từ năm 1965 đến năm 1972, Cây cầu này là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công với hàng trăm quả tên lửa nhưng không thành công của máy bay hải quân và cả không lực Hoa Kỳ. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Theo tác giả nhắc lại câu chuyện này để hình dung rằng rất khó tấn công một cây cầu, nhất là khi nó ở giữa biển chỉ mảnh như sợi chỉ và kết cấu của nó đủ vững chắc để chống đỡ các cú tấn công của tên lửa. Đã nhiều lần, những đầu óc lãng mạn trong số những người ủng hộ Ukraine tưởng tượng ra nếu có tên lửa Taurus với tầm bắn 500 km thì cầu Kursk ngỡm là cái chắc. Nhưng nếu nhìn lại câu chuyện HIMARS tức pháo phản lực động cơ cao được dùng để bắn vào cầu Nova Kakovka hồi phong tỏa thành phố Kherson, đầu đạn của nó là 90 kg và chỉ đủ dùi được cái lỗ trên mặt cầu. Tác giả cho biết các loại tên lửa khác với khối lượng vài trăm kg cũng không đủ hoặc phải bắn nhiều quả vào những chỗ gần nhau trên cầu thì mới có kết quả hiệu quả sẽ cao hơn nếu sử dụng máy bay chiến đấu ném bom tấn công trực diện loại lớn với đầu đạn nặng 2.000 pound và Ukraine đã có loại bom này. Khi F-16 xuất hiện, thì nó đem lại khả năng làm chủ bầu trời của không quân Ukraine. Và đây là hình cầu hàm rồng thanh hóa. Tác giả nhận xét, bom tấn công trực diện cũng chỉ bay gần gần như bom lượng của Nga, vì vậy muốn vào gần để ném bom cây cầu, chỉ có thể khi tất cả những hệ thống phòng không bảo vệ nó và các phi đội máy bay chiến đấu bị đánh què gần hết. Trước đây, tác giả từng viết về nhu cầu chống bom lượng Nga là cực kỳ cấp thiết và tưởng tượng ra một kế hoạch thọc sâu bằng biệt kích vào tận căn cứ của không quân Nga, nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Người Ukraine thực tế hơn nhiều, họ đã bắn rơi thêm một chiếc A-50 nữa, đây là chiếc thứ hai sau hơn một tháng qua. Tác giả cho rằng đó là lý do tại sao Nga thường xuyên tuyên bố máy bay của chúng bị bắn nhầm bởi chính phòng không của chúng. Điều này đúng vì không phải một lần chúng bắn nhầm vào máy bay của mình. Trong cuộc chiến này, căn cứ vào những tuyên bố của Bộ Chỉ huy Nga thì tỷ lệ bắn nhầm lên đến 75%, thì các khách hàng mua vũ khí cần phải xem lại năng lực của món đồ, không lẽ là đồ giả. Và đây là hình cây cầu Kursk nói liền bán đảo Taman thuộc Nga và bán đảo Kursk thuộc Crimea. Tác giả dẫn công bố của Ukraine cho biết họ bắn bằng hệ thống phòng công S-200 cải tiến bắn bằng cái gì cũng được, máy bay A-50 là một trong số những vũ khí thay đổi cuộc chơi của Nga trong cuộc chiến này. Radar nó vác theo, giúp bọn chúng phát hiện hầu như bất kỳ vật thể nào trong bán kính 60 km. Xem hình thì có thể thấy, nó chính là thằng chỉ thị mục tiêu cho không quân Nga tấn công vào quân Ukraine dưới mặt đất. Để bù đắp cho việc thiếu radar, bọn Nga này bắt đầu triển khai A-50 để quét kính bầu trời. Tác giả bình luận, Hiện nay, số lượng máy bay A-50 trong kho của Nga đã giảm xuống còn 7 chiếc, và với tốc độ tiêu hao này, chúng sẽ hoàn toàn cạn kiệt loại radar bay này chỉ sau nửa năm nữa. Điều đáng nói là, Nga về cơ bản không thể sản xuất máy bay A-50 mới do lệnh trừng phạt. Cứ vậy đi, anh em Ukraine hạ được cái nào đồng đội đỡ chịu bơm lượng được một chút. Tác giả kết luận, cầu khết có thể bị đánh bằng bất cứ cách nào chẳng hạn một cái xà lan chở đầy thuốc nổ. Nhưng có lẽ dễ nhất là drone mặt nước cỡ lớn, tốc độ cao, thứ công nghệ mà người Ukraine đã làm chủ được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cầu khết sẽ bị tấn công như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới